cô hàng xóm bất ngờ tiết lộ sự thật ít ai biết về nam em. Các bạn thân mến, có lẽ fan hâm mộ của nam em, gia đình nhà cỏ bốn lá đã quen với tính cách thật sự của nam em. Nhưng những khán giả lần đầu nghe nam em hát, những khán giả chỉ biết nam em qua những tờ báo, qua những trang công kích nam em, có lẽ chưa hiểu được nam em là cô gái như thế nào, mà có rất nhiều người thương, cũng có rất nhiều người chửi. Các bạn ơi, và đây là sự thật về nam em được chính cô hàng xóm ở kế nhà nam em tiết lộ. Mời các bạn cùng theo dõi để hiểu thêm về nam em nhé. Sau khi xem xong, nghe xong tiết lộ của cô hàng xóm, các bạn hãy nhận định xem nam em đáng thương hay đáng trách. Mời các bạn lắng nghe và để lại ý kiến ở phần bình luận. Hôm nay tôi sẽ nói ra tất cả những cái sự thật mà trước đây tôi là người đã chứng kiến và tận mắt nhìn thấy những cái gì đã xảy ra với bé nam em. Và tôi là một người hàng xóm và một người chị của bé đó. Thì đầu tiên là tôi muốn kể về cái giai đoạn mà em đó bị Covid. Mọi người có biết rằng là khi em đó bị Covid, tôi không biết dùng cái từ gì để tôi diễn tả. Và khi tôi nói ra những cái điều này, tôi cảm thấy là rất là xúc động và cảm thấy quá tội nghiệp cho em đó. Và tôi sẽ kể chi tiết, từng chi tiết một đã xảy ra với em đó như thế nào. Khi nghe tin em đó bị Covid ở tại bệnh viện, thì tôi là người tức tốc chạy đến bệnh viện với em đó, chăm em đó ở trong bệnh viện. Chỉ duy nhất một mình tôi và em đó ở trong bệnh viện, không có ai khác. Và khi đến đó thì bác sĩ đã rất là sợ, tại vì lúc đó là lây mà, cho nên mới đưa cho tôi là một bộ bảo hộ, là kêu tôi phải mang vào cẩn thận. Thì lúc đó tôi vẫn mang, nhưng mà lúc đó tôi nhìn thấy em nó xanh như cái tàu lá chuối, nằm dài vật vờ ra thở hổn hển, thì lúc đó tôi không còn cái tâm trí nào mà lo sợ cho bản thân mình nữa, mà người tôi lo sợ là chính là em đó. Rồi sau đó thì bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe và cho em đấy về điều trị tại nhà. Và khi về tại nhà là người chăm sóc em đó cũng là một mình tôi chứ không có ai khác. Trong khi tôi thấy em đó là có trợ lý, có người giúp việc, có bạn, có bè, có anh, có em, nhưng mà không có một ai ở bên cạnh em đó hết ngay tại cái thời điểm đó. Lúc đó trợ lý tôi cũng không thấy, người giúp việc tôi cũng không thấy. Và kính mắt tôi đã nhìn thấy là em đó thoi thóp thở và thở bằng oxy nhé. Em đó thở bằng oxy đó. Và tôi cảm thấy rất là sợ hãi, tại vì bây giờ tôi không biết nói cái gì, từ gì ta. Tại vì nó khủng khiếp, thực sự nó khủng khiếp luôn. Và tôi cảm thấy là cái mức độ của em đó là sống sót đó, nó rất là ít. Và tôi chỉ đứng đó là tôi không mang bất cứ một cái bảo hộ gì hết á. Mà tôi cứ nói em đó, em ơi cố gắng lên. Em cứ cố gắng lên, em không được chết. Em phải cố gắng lên để mà sống chứ em không được chết. Trong lúc đó nha, không có ai hết trơn á. Có những người bạn của em đó là đến gửi đồ, mang đến cho em đó thức ăn rồi đồ, để ngoài cửa rồi xong đi về. Chứ không dám đi vào trong phòng em đó, sợ lây hay sao gì tôi không biết. Nhưng mà trong cái thời gian em đó điều trị Covid là hơn một tuần, thì lúc đó tôi mới thấy là trợ lý xuất hiện và người giúp việc xuất hiện. Lúc đó tôi không biết nói gì cả, thì khi mà tôi thấy là em đó đã hồi phục lại thì tôi cảm thấy rất là mừng. Tôi chỉ cầu nguyện sao cho em đó được hồi phục thôi, chứ tôi không có một cái suy nghĩ đồ gì hết trơn á. Rồi tiếp đến cái mà tôi chứng kiến, đó là cái người giúp việc. Tôi không biết là cái người giúp việc đối xử với em đó như thế nào, mà mỗi lần mà tôi sang nhà em đó tôi thăm là tôi nhìn cái thức ăn của cái người đó nấu cho em ăn, nói xin lỗi nhé, không khác gì heo ăn hết á. Tôi nói thật luôn, nhìn không khác gì để cho heo ăn chứ không phải là cho người ăn. Cơm nhìn cũng rất là ghê, mà canh cá kho nhìn, trời ơi, nhìn phải gọi là khủng khiếp. Cái này nhìn vào người, nói thật chứ, nói một hơi thô tục một tí, cái này là dành để cho heo đồ gì ăn chứ không phải là cho người ăn. Nhưng mà tôi thấy cái con bé này á, bé nam em này á,
đối xử với người người giúp việc rất là tốt. Chính chính tôi thấy là bé đó cũng là cho cái người giúp việc đồ này đồ nọ đồ kia, chả bao giờ thấy la mắng hay nói một cái gì hết trơn á. Thấy lau nhà nhá thì nhà ướt mèo đồ các thứ, nó rất là bẩn, nhưng mà thấy em nó cũng cũng chả nói chả năng, cứ ngồi vậy cũng nói không năng, thấy hiền như Phật vậy. Sao nhiều lúc tôi thấy sao mà hay mà sao bé này sao nó hiền mà nó tội nghiệp dữ vậy trời. Rồi xong tôi phát hiện ra là không, những cái người mà xung quanh của em đó thấy không thương em đó, thấy sao á, thấy có một cái gì đó, thấy nhiều lúc thấy, nói chung là tại vì tôi chỉ là người hàng xóm và một người chị, và thỉnh thoảng tôi sang tôi nhìn thấy thì tôi chỉ cảm nhận như vậy thôi, tôi không dám nói ra những cái gì mà tôi chỉ nhìn thấy rằng là hầu như chả có người nào mà thấy đối xử hay thương em đó một cách thật lòng cả, mà trong khi em đó nói thật nhá, hiền khô, em nói hiền khô vậy á, thấy đưa gì đem lên cho ăn là ăn, cũng chả nói chả năng, cũng chả trách đồ gì hết trơn á. Trời ơi, có bữa tôi đi sang, vô tình tôi sang, tôi nhìn cái mâm cơm bưng lên cho em đó ăn, trời ơi tôi đứng mà tôi chảy nước mắt luôn. Thế mà tôi thấy em đó vẫn ngồi bưng cái cơm ăn, vẫn ăn vẫn nuốt vậy chứ chả nói chả năng đồ gì á. Rồi tôi cảm thấy rất là bức xúc, tại vì sao tôi thấy em nó hiền như thế, em nó sống lương thiện như thế, mà tại sao những cái người mà lại bịa đặt, rồi dùng những cái lời tô xích, rồi nói em này cái này, nói em nọ kia, em đấy không phải là người như thế. Tôi không biết ai nghĩ em đó như thế nào, tôi không biết, nhưng mà trong mắt tôi những gì tôi tận mắt, những gì tôi chứng kiến, và những gì tôi chứng kiến và tôi cận kề em đó trong cái thời gian em đó bị Covid, là tôi chắc chắn một điều rằng là em này quá tội nghiệp và sống quá lương thiện và sống quá dễ luôn. Nói như dễ, gọi là dễ dàng luôn, không có một cái gì mà gọi là thể hiện rằng là mình là thế này thế nọ cái, không. Em đó là sống rất là giản dị, rất là bình dân. Đến tận ngày hôm nay và tôi là vẫn còn yêu thương em đó. Và khi bây giờ là em đó đang ở tại quận 9, và những cái ngày mà em đó là bị ốm đau, bị sốt Covid, không phải bị Covid, bị sốt rồi, bị sốt Covid hay là cái gì đó, thì tôi cũng là chạy sang bên nhà em đó để chăm sóc cho em đó. Và khi tôi nhìn thấy cái cảnh em đó tiều tụy, ốm yếu, và nhìn thấy những cái lời miệt thị chửi bới, gọi là giáng em đó kiểu như vậy nhé, đè em đó xuống, tôi thấy quá tàn nhẫn. Không nên như vậy, tại vì mình sống mình phải có lương tâm mà, đâu có phải là cứ nhìn thấy em đó một cái gì đó là bắt đầu nói cái này nói cái. Em đâu có phải, em đó có đâu phải như vậy đâu mà mọi người lại nói em đó như vậy, lại dùng những cái lời tô xích tàn nhẫn với em đó như vậy vậy. Em đó rất là hiền, hiền khô luôn, tôi phải công nhận luôn á. Tôi không phải tôi nói ra những cái này là vì sao, là tại vì tôi thực sự tôi quá bức xúc, tôi cảm thấy oan ức cho em đó quá, cho nên tôi nói ra hết á, những cái gì tôi biết và tôi nhìn thấy và tôi cảm nhận được. Khi mà tôi nói những cái này ra, thực sự tôi cảm thấy rất là đau lòng. Và tôi mong muốn rằng những cái người nào có ý hại em đó, có ý vu khống em đó, vừa phải thôi, đừng có như thế. Phải sống là phải có một cái lương tâm. Đừng có thấy em đó hiền quá, đừng có thấy em đó là một mình trơ trọi mà đè ra mà nói em này cái nọ, nói em kia. Không được, sống như vậy là không được, ác lắm. Giờ những tôi còn nhiều cái mà tôi nhìn thấy, nhưng mà tôi nghĩ nói như vậy đủ rồi. Tại vì khi mà tôi nói ra như thế này á, tôi cảm thấy tôi đau lòng lắm. Tôi cảm thấy đau lòng, tại vì tôi không thể hiểu được rằng giữa con người với nhau, mà trong khi em đó là một cô bé, còn một cô gái, em ấy có cái gì đâu, em ấy sống lương thiện như vậy, em ấy có cái gì đâu mà tại sao lại vu khống, lại chì chiết, lại đối xử với em đó tàn nhẫn kiểu như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.